Bốn giờ chiều, Tuấn và Xuân lại ghé qua nhà Lộc, người bạn thân từ thuở nhỏ của họ. Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, nhưng đối với Lộc, nó vẫn như vết dao sắc nhọn đâm thấu tim can. Có lẽ phải rất lâu nữa anh mới có thể nguôi ngoài được. Hay, thôi mày đừng buồn nữa. Chuyện qua lâu rồi, hãy quên đi. Con nhỏ đó không xứng đáng để mày tự hành hạ mình đâu. Nghe lời tụi tao đi mà Lộc, rồi ông trời sẽ không phụ lòng người đâu. Dù Tuấn và Xuân nói thế nào, Lộc vẫn ngồi thẫn thờ trước sân. Đây không phải lần đầu tiên cả hai chứng kiến anh đờ đẫn như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ngày càng tiêu tụy, câu chuyện bi hài mà không kém phần kinh dị lại ùa về rõ ràng trong trí nhớ của Tuấn và Xuân, cũng như gia đình Lộc. Tất cả cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Ba tháng trước, sáng hôm ấy tiết trời mát mẻ. Như thường lệ, Lộc lái xe đến công ty làm việc đến chiều muộn mới về anh đã lâu rồi mới có cảm giác vui như hôm nay vì vừa hôm qua anh nhận được tin nhắn của bình người yêu hiện đang du học ở thái lan báo rằng tuần sau cô sẽ về việt nam biết tin lộc vui mừng lắm khoe với mọi người như thể anh là đứa nhóc vừa được mẹ mua cho món đồ chơi mới chiều khi anh dắt xe ra khỏi công ty định về nhà tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình theo quán tính anh lấy điện thoại ra xem và thấy người gọi đến là tuấn hiện đang làm nhân viên ngân hàng Alo, Lộc hả? Hề hề, giờ mày rảnh không? Lát ghé qua quán ba cua làm vài chai rồi về. À, mày rủ thêm con Xuân đi. Giờ này chắc nó cũng làm xong rồi đó. Ừ, vậy nghe, nửa tiếng nữa có mặt đó. Lộc đồng ý ngay. Sẵn hôm nay đang vui nên anh muốn chia sẻ với bạn bè. Thực ra Bình không chỉ là người yêu mà hai bên gia đình đã hứa hẹn với nhau rằng chờ cô du học trở về sẽ bàn chuyện cưới hỏi. Nghĩ đến đây, lòng anh rộn ràng, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi. Tính cách anh vốn ôn hòa, đối tốt với mọi người xung quanh, nên hầu như ai cũng quý anh. Ai cũng nghĩ rằng với người như anh, sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng sự đời chớ trêu, không ai biết trước được điều gì sắp xảy ra. Hơn nửa tiếng sau, cả ba có mặt tại quán ăn nằm giữa ngã tư trong thành phố. Do hôm nay tâm trạng vui, Lộc sung phong chi trả bữa tối. Tuấn và Xuân hí hửng, không ngần ngại gọi vài món ăn và một thùng bia đậm vị Việt. Trong lúc chờ món ăn, tuấn kéo lộc qua một bên trêu chọc hề hề bộ bữa nay mày mới trúng số hả sao đứng ra bao tụi tao vậy được nhiều nói nhỏ tao nghe thôi đừng nói cho con kia nghe trời trúng số tao mừng à không phải để tao nói cho nghe lộc ngồi ngay ngắn rồi kể cho hai người bạn thân rằng bình sắp về việt nam cả hai nghe xong thì mừng cho anh mặc dù hai người quen biết bình không lâu vì chuyện lộc quen và yêu ai chỉ mình anh biết cho đến hơn một năm anh mới công khai với bạn bè và gia đình đang trò chuyện rôm giả thì món ăn được dọn lên. Bữa tối hôm ấy, Lộc ăn rất ngon miệng, kéo dài đến gần 8 giờ thì tàn cuộc. Lộc chia tay bạn bè trước cửa quán, rồi lái xe máy hòa vào dòng người đông đúc trên đường về nhà. Anh chạy vào con đường bán rất nhiều đồ vàng mã, sực nhớ ra tháng sau là dằm tháng 7 âm lịch, nhưng không bận tâm vì ở nhà đã có mẹ lo. Đang nhìn mông lung phía trước, anh vô tình thấy một ông lão đang đốt giấy vàng mã bên cạnh mâm cúng đơn giản. Từ sau lưng ông lão, một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, gương mặt quái dị xuất hiện, ngồi xuống cạnh ông ta, tay liên tục bóc bánh, cầm chén cháo lên húp sột soạt, soạt. Lộc kinh ngạc vì người phụ nữ ăn gần hết mâm cúng mà ông lão như không thấy gì. Anh dừng xe, do dự không biết có nên báo cho ông lão không. Khi quay đầu lại nhìn, người phụ nữ đã biến mất từ bao giờ, mâm cúng vẫn nguyên vẹn. Anh hoang mang tìm kiếm nhưng không thấy cô ta đâu ngỡ là mình hoa mắt vừa lúc anh quyết định rời đi người phụ nữ kia với gương mặt ma quái đã đứng trình hình phía trước như đang chờ đợi anh quá bất ngờ anh ngã xuống mặt đường những người qua đường thấy anh tự ngã thì chạy nhanh đến đỡ xe và dìu anh đứng lên hỏi thăm đủ điều nhưng anh mau chóng trấn tĩnh nói Dạ con không sao Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ Dạ thôi con xin phép cô chú con đi anh leo lên xe nổ máy chạy đi những người hiếu kỳ vẫn sầm xì về những cử chỉ kỳ lạ của anh lúc nãy. Má ơi, con về rồi nè. Bà Cúc nghe tiếng con trai thì chạy ra mở cửa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bà thoáng thấy quần tây của anh lấm lem bùn đất. Có chỗ bị chảy xước, rách dài. Bà lo lắng hỏi, trời ơi, con bị sao vậy Lộc? Đi đâu mà để mình mẩy chảy xước dữ vậy? Vô nhà nhanh để má lấy thuốc bôi lên cho. Dạ, được rồi má, chảy có chút xíu thôi, không sao đâu, con làm được mà. Anh ra xe đậu bên hông cửa rồi khóa lại, sau khi được bà Cúc băng lại vết thương, anh mỉm cười nói. Má ơi, tuần sau Bình về Việt Nam đó. Má coi sắp xếp ngày xuống nhà cổ bàn chuyện nghe. Hả? Con nói sao? Tuần sau con Bình về hả? Trời ơi, sao hồi sáng mày không nói sớm cho má biết để chuẩn bị? Hề hề, tuần sau lận má. Sáng này con cũng mới biết thôi. Giờ con nói cho má nghe rồi đó. Mà thôi trời cũng tối rồi. Má vô phòng ngủ sớm đi. Người già thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Bà Cúc mừng thầm, nói vài câu rồi về phòng. Lộc ở dưới nhà gọi cho Bình, biết cô còn thức nên anh mới gọi. Sau vài tín hiệu, tiếng của Bình ngáy ngủ cất lên, anh mỉm cười nói vài câu rồi cúp máy để cô ngủ tiếp. Anh ngồi đó, suy nghĩ về tương lai tốt đẹp, rồi hồ hởi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt quay về phòng. Khuya hôm đó, thay vì có giấc mơ đẹp, anh lại gặp giấc mơ hãi hùng. Trong giấc mơ, anh thấy mình trong căn nhà gỗ mục nát, xung quanh bụi bẩn dày đặc. Anh hoang mang đứng lên chạy ra ngoài, thấy một nhóm người khiêng kiệu tiến đến, tiếng kèn trống vang dội. Ngay lúc anh chưa kịp hiểu chuyện gì, âm thanh bỗng im bặt, nhóm người khiêng kiệu ở trước mặt anh, toàn thân biến dạng, da xanh xao nứt nẻ, gương mặt chảy xệ mục nát như xác chết. Anh thẳng thốt bỏ chạy giữa cánh rừng heo hút, đâu đâu cũng ảm đạm, chết chóc. Lộc chạy mãi cho đến khi đuối sức, phải dừng lại nghỉ cạnh thân cây cổ thụ cao lớn, che mất ánh trăng chưa kịp lấy lại hơi từ xa tiếng la hét kinh dị vang lên những âm thanh lại im bặt khiến anh hoang mang không biết mình đang ở đâu cảm thấy không thể ở lại lâu anh hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân chạy tiếp bất ngờ anh xoay người lại định theo hướng con đường mòn thì có ba bốn cái nhân ảnh quỷ dị đứng chắn trước mặt tất cả đều lơ lửng giữa không trùng lộc sợ hãi nhìn đám vong hồn không thốt khi ấy lộc sợ hãi nhìn đám vong hồn mà không thốt nên lời Hai chân run rẩy sắp ngã khuỵu xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, khi anh còn chưa kịp định thần thì bốn vong hồn quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi. Có vong thì lưỡi thè ra ngoài, tưởng chừng như rớt xuống đất, cùng với hàm răng nhọn hoắt nghiến chặt, phát ra âm thanh ken két rợn người. Một vong hồn lên tiếng, "Hừ, tới giờ rồi, đi theo tụi tao nhanh lên." Lộc lắp bắp, "Không, không, tôi không đi đâu hết, tránh xa tôi ra." biến đi biến đi anh vừa xua đuổi vừa cố lê lết về phía sau để tránh bốn vòng hồn kinh dị đó nhưng khi đang lùi lại lộc bỗng cảm thấy lưng mình đụng phải một thứ gì đó anh hoang mang từ từ ngẩng đầu lên thì trời ơi trước mắt anh là một thân người mặc đồ màu đỏ bê bết máu từng giọt máu từ cổ người đó nhỏ tong tong xuống mặt anh khủng khiếp hơn thân người ấy không có đầu quá kinh hãi lộc hét lên và bật dậy mồ hôi đầm đìa trên trán và lưng áo vừa thở hổn hển, anh vừa nhìn ra cửa sổ. Từng tia nắng mặt trời len lỏi vào căn phòng sáng rực dưới sàn nhà, bên cạnh đồng hồ điểm hơn 7 giờ sáng. Đang định thần lại thì từ ngoài cửa, tiếng bà Cúc lo lắng vọng vào. Lộc A, à, con không sao chứ? Mới sáng làm gì hết dữ vậy con? Dạ, không có gì đâu má, con nằm mơ thôi. Ừ, không sao thì thôi, mà con tranh thủ đi nha, tới giờ đi làm rồi đó, má chuẩn bị đồ ăn ở dưới cho con rồi nha. Giờ má đi chợ mua thêm ít đồ nữa, Lát đi làm nhớ khóa cửa cẩn thận nghe con. Lộc nghe mẹ dặn bên ngoài thì vâng dạ, vẫn ngồi trên giường với nét mặt chưa tan nỗi hoang mang vì cơn ác mộng vừa rồi. Mấy tháng qua, nay là lần đầu tiên anh mơ thấy những chuyện kinh khủng như vậy, anh tự nhủ. Hai, không biết có điểm gì hay không? Sao tự nhiên mình lại mơ kỳ cục như vậy kìa? Nghĩ đoạn, anh ủi ỏi đứng lên xuống nhà vệ sinh thay đồ để chuẩn bị đi làm. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường cho đến khi bình cô người yêu anh trở về nhưng bẵng đi mấy ngày anh không còn thấy những dòng tin nhắn hoặc cuộc điện thoại của bình nữa dù lộc đã nhắn tin hỏi thăm và gọi trực tiếp nhưng cô không hồi đáp cảm thấy khó hiểu anh quyết định đến nhà của bình gặp cha mẹ cô để hỏi nguyên nhân nhưng mẹ cô bảo cô hiểu tâm trạng của con mà con đừng quá lo lắng cô nghĩ chắc nó bận ôn thi gì đó thôi vài bữa nữa nó gọi lại cho con mà thôi con về đi có gì cô chú sẽ nói lại với nó cho lộc nghe hai người giải thích thì cũng yên tâm phần nào hỏi thăm vài câu nữa lộc mới đứng lên chào ông bà như rồi ra về đúng như lời bà như ba ngày sau bình gọi điện về cho lộc qua vài câu nói anh cảm thấy có gì đó bất an lắm kìa bình em nói vậy là sao em nói lại cho anh nghe đi hả tôi nói rõ vậy rồi mà anh vẫn chưa hiểu hả giờ tôi nói lại một lần cuối anh nghe cho rõ nha mình chia tay đi Nghe câu nói ấy, Lộc như chết lặng, tay run run suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. Anh cố kiềm nén cảm xúc, nhưng từ trong cổ họng, tiếng nấc bắt đầu cất lên. Đầu dây bên kia, tiếng của Bình vẫn vang lên, như sát thêm muối vào vết thương của anh. Alo, anh còn nghe không vậy? Nếu anh không còn gì nữa, thì tôi cúp máy nha. Sau này cũng đừng làm phiền tôi nữa. Vậy nghe, tạm biệt anh. Khi ấy, Lộc như người mất hồn, ngồi đờ đẫn trên bàn làm việc, mặc kệ những tiếng cười nói xung quanh. Sau giờ làm việc, anh quay về nhà, vừa vào cửa thì bắt gặp ánh mắt dò xét của mẹ mình. Bà Cúc thấy con im lặng bất thường, bà kéo anh đến ghế rồi ngồi xuống hỏi. Dù Lộc có chối đẩy thế nào cũng không thể qua mắt được bà. Thấy anh cứ cắm đầu xuống đất, mặt mày ủ rũ, bà Cúc giận dữ gắt lên. Mày giấu má không được đâu, nói mau, nếu mày không coi tao là má nữa thì im luôn đi. Lộc thấy bà tức giận, anh có chút hoảng hốt liền ngẩng mặt lên nhìn bà, đôi mắt dươm dướm nắm lấy tay bà rồi buồn bã nói. Hồi sáng này, Bình gọi điện nói chia tay con rồi má ơi. Nhưng cổ không nói lý do, con buồn quá má à? Bất thình lình, bà Cúc đập mạnh tay lên bàn, đứng dậy bước đến gian thờ của dòng họ rồi đẫm lệ nói. Cha má ơi, người xem cháu của người kia, thân nó là con trai trưởng trong nhà, không chịu phấn đấu làm ăn thành tài. Vậy mà nay chỉ vì chia tay một đứa con gái mà nó lại mất ý chí như vậy rồi. Cha má có linh thiêng, hãy dạy dỗ nó đi. Lộc nghe bà khóc lớn hơn thì vội vã đứng dậy bước đến dìu bà ngồi xuống. Anh quỳ xuống gục đầu lên đầu gối xin lỗi bà không ngớt. Bà Cúc thấy cái con có vẻ biết lỗi rồi thì tạm nguôi ngoai cơn giận, bảo anh tắm rửa ăn uống. Lộc gật đầu rồi làm theo lời bà. Một tuần sau, tâm trạng của anh đã khá hơn nhưng trong lòng vẫn buồn rời rượi. Không phải vì lời nói chia tay của người yêu mà vì tình cảm bấy lâu nay của mình dành cho cô lại không có ý nghĩa gì. May mắn thay, ở công ty, mọi người thấu hiểu và cảm thông cho anh. Bên ngoài thì có Tuấn và Xuân luôn bên cạnh an ủi, động viên anh không ngớt. Có hôm cả hai hẹn anh ra ngoài, đi dạo một vòng thành phố cho khuây khỏa, để giúp tinh thần anh thoải mái hơn. Tuấn và Xuân đưa anh đến một phòng trà nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Lộc cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè dành cho mình, dần dần anh cũng lấy lại được tinh thần để tiếp tục cuộc sống nhưng tinh thần lạc quan của anh không kéo dài được bao lâu cho đến một buổi chiều nọ lộc nhận được cuộc điện thoại của bà như nhờ anh giúp vợ chồng bà nhận thùng đồ con gái từ bên thái gửi về vì ông tân chồng bà đang nằm trạm xá để vô nước biển nghĩ lại trước đây vợ chồng bà đối tốt xem anh như người trong nhà nên lộc không ngần ngại đồng ý giúp đỡ sau khi lấy thùng hàng trở về nhà anh khiêng vào cho bà như vừa nói lời chào vợ chồng bà định quay về thì tiếng bà như gọi với lại nè lộc con chờ cô một chút con bình có quà gửi cho con nè lộc nghe qua thì kinh ngạc lắm chẳng phải anh và cô ta đã chia tay rồi hay sao vậy cô ta gửi quà cho anh làm gì nó có còn quan trọng nữa không tuy nghĩ vậy nhưng anh cũng quay lại ngồi xuống cạnh bà như thấy bà mở thùng hàng khó khăn anh liền giúp một tay kiểm tra bên trong anh thấy có một hộp giấy được gói kỹ càng trên đó còn ghi rõ tên họ của anh Lộc tò mò cầm lên, dùng dao rạch một đường mở nắp hộp ra. Bên trong ngoài những món quà lưu niệm mà trước đây cả hai đi chơi anh mua tặng cho cô, còn có một chiếc khăn tay màu đỏ. Anh ngơ ngác cầm chiếc khăn lên xem, bất giác một mùi thơm ngào ngạt tựa hương hoa sọc thẳng vào mũi, làm anh cảm thấy dễ chịu. Bà Như nhìn qua thì nhận ra đó là khăn tay con gái bà hay dùng, có thể để lại cho anh làm kỷ niệm, hoặc vì một lý, có thể con gái bà đã để lại cho anh chiếc khăn tay này làm kỷ niệm hoặc vì một lý do nào đó. Vợ chồng bà Như cũng biết cả hai đã chia tay nhau, thấy Lộc ngồi thẫn thờ nhìn cái khăn tay. Bà bùi ngùi xoa vai anh rồi nói. Lộc à, chuyện đã đến nước này, cô chú cũng không biết tính sao nữa. Mấy lần cô chú đã nói chuyện với nó, nhưng không hiểu sao nó lại quyết tâm chia tay con như vậy. Thôi thì cái duyên cái số mình ép buộc cũng không giải quyết được gì. Cô chú chỉ mong con bỏ qua, đừng giận cô chú nghen, dạ con hiểu mà chuyện tình cảm sao mình biết trước được hả cô con chỉ mong em bình sau này sẽ có cuộc sống tốt thôi con không giận gì cô chú đâu lúc này ông tân mới lên tiếng vừa an ủi vừa động viên anh ừ con còn trẻ mà hiểu được sự việc như vậy cô chú vui lắm chú cảm ơn con đừng buồn nữa dáng phấn đấu sống cho tốt nhé chú tin con sau này sẽ tìm được một người tốt hơn con bình mà nghe hai ông bà an ủi lộc cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều nói thêm vài câu anh cầm hộp giấy lên xin phép ra về ông bà như vui vẻ đứng lên tiễn anh ra ngoài cổng nhìn anh mà không kiềm được nét u buồn lộc là người đàn ông tốt công việc ổn định gia đình đàng hoàng cứ ngỡ sau này hai người sẽ có được một con rể quý nào ngờ cuộc sống không lường trước được điều gì nhưng ở đời nay cười mai khóc là chuyện bình thường dù muốn hay không ai cũng phải một lần trải qua đắng cay ngọt bùi có như vậy mới thấy cuộc đời này muôn màu muôn vẻ không phải lúc nào cũng là màu hồng trở về nhà thì trời vừa sập tối lộc vào phòng cất hộp giấy vào trong tủ quần áo cẩn thận rồi mới đi thay đồ chuẩn bị ngủ đêm nay anh bỗng thấy bứt rứt trong người không sao ngủ được cứ lăn qua lăn lại chốc chốc tâm trí anh lại nhớ đến bình nghĩ về những kỷ niệm vui của hai người rồi phút chốc nỗi buồn lại ùa đến đang kê tay sau gáy nghĩ mông lung Chợt tay còn lại của anh chạm vào một miếng vải mềm mại nào đó. Anh liền chụp lấy đưa lên, thì nhận ra là chiếc khăn tay màu đỏ. Đôi mắt anh như bị hút hồn, cứ nhìn chăm chăm vào cái khăn, cho đến khi đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, anh mới thiếp đi giữa cái màn đêm tĩnh mịch lạ thường. Hai ngày sau, ở nhà, hai mẹ con anh đang dùng bữa tối, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm anh giật mình khựng lại. Vội cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ. Nhưng nhìn lướt qua anh nhận ra đây là đầu số bên Thái Lan gọi đến. Anh hồi hộp, trong đầu bỗng lói lên một suy nghĩ. Lộc lấm lét nhìn mẹ rồi vội đứng lên đi ra sau nhà bắt máy nghe. Ở đầu dây bên kia, tiếng một người con gái vang lên, giọng run run. Anh! Anh Lộc hả? Em là Trúc nè, anh ơi con, con Bình nó. Hả? Bình làm sao em? Em nói đi. Nó, nó chết rồi anh ơi. Vừa nghe đến đây, Lộc đứng chết lặng. Với Bình, đây có thể được xem là thứ tình cảm đầu tiên mà anh có được kể từ khi quen biết cô. Ở ngay hoàn cảnh ấy, khi nghe được tin người yêu mình đã chết, bất kỳ ai cũng đều có một xúc cảm lẫn lộn khó mà kiểm soát. Lộc tay buông thỏng, rớt cái điện thoại xuống đất, phát ra một tiếng cộp khá lớn. Ở bên ngoài, bà Cúc nghe động thì bỏ dở bữa cơm ra sau nhà xem có chuyện gì, vì bà chỉ nghĩ rằng anh làm rớt chén dĩa. Nhưng khi thấy Lộc ngồi xổm dưới đất, lưng tựa vào tường ôm đầu gối mặt gục xuống đau khổ bà hoang mang tiến đến gần ngồi xuống lắc đôi vai anh rồi lo lắng hỏi chuyện chuyện gì vậy lộc sao con lại ngồi đây xảy ra chuyện gì má ơi bình cổ cổ chết rồi má bà cúc nghe xong thì giật mình ánh mắt hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra vì nó đến quá bất ngờ chắc hẳn có nguyên nhân nào đó dù vậy bà vẫn nghi ngờ nên điềm tĩnh hỏi lại rồi ai nói cho con nghe Cha má nó gọi cho con hay sao? Nghe vậy, Lộc liền kể lại câu nói ngắn ngủi của cô gái nọ, vốn là bạn thân của Bình mà anh có dịp quen biết. Để đính chính lại thông tin có chính xác hay không, bà liền dục anh lấy điện thoại gọi qua nhà cha mẹ Bình dò xét thử. Nhưng cái điện thoại anh vô tình làm rớt dưới đất đã bể màn hình rồi. Anh đành mượn tạm cái điện thoại của mẹ gọi cho bà Như xem sao. Anh vừa dò số vừa hít một hơi để lấy tinh thần, tránh xúc động mạnh. Ngay khi vài tiếng reo lên, ở đầu dây bên kia, tiếng của bà Như cất lên, giọng bà rất tự nhiên. Alo, cô nghe này Lộc, giờ này gọi cô có gì không con? Dạ, không có gì đâu cô, con gọi hỏi thăm cô chú thôi, tại dạo này trời hay mưa to, cô chú nhớ ra đường cẩn thận nha. Ờ, cô biết rồi, cảm ơn con nghe. Mà Lộc nè, hai ba bữa nay cô không thấy con Bình nó gọi điện về, tự nhiên cô thấy lo quá. Không biết nó ở bển học hành có làm sao không nữa, lộc nghe bà nói vậy đoán chừng cô người yêu ở bên đó chắc đã gặp nạn gì rồi càng làm cho anh tin lời nói của cô bạn kia hơn chỉ tiếc bây giờ điện thoại anh bị hư nên không tìm được số của cô bạn bình để gọi lại hỏi rõ hơn vậy là đêm hôm ấy lộc không tài nào ngủ được cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cô người yêu chết tức tuổi đau đớn lại hiện về trong tâm trí anh phải khó khăn lắm anh mới vùng dậy được thoáng chốc anh lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp của hai người những lúc bên nhau mà bản thân lại không tin rằng cô thật sự muốn chia tay với anh dù bên ngoài anh tỏ vẻ mạnh mẽ cứng rắn nhưng sâu trong lòng thì lộc vẫn không quên được cô khi nghe tin cô mất anh càng đau khổ nhiều hơn anh ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều điều cho đến khi chiều tan tầm đi làm về anh có ghé qua nhà của một ông thầy bói nằm khuất sâu cạnh một con kênh rộng lớn Chủ yếu anh muốn hỏi về chuyện liên quan đến Bình xem như thế nào. Nghe có vẻ vô lý, nhưng ngoài cách đó ra thì anh không biết làm gì hơn khi mọi thông tin liên lạc đều bị đánh mất qua máy điện thoại. Ông bà Như thì lại lầm cẩm không biết được gì. Thôi thì còn nước còn tát, hỏi thầy xem một quẻ thế nào. Dù nói gì đi nữa, anh vẫn không tin rằng Bình đã chết. Bấy giờ ở nhà thầy bói, ông ta được xem là coi bói hay nhất ở khu xóm này. Cũng không ít người tìm đến nhờ ông xem giúp trò có người nghe em tai thì cho là đúng có người khó tính hơn thì chẳng mảy may tin lắm nhưng sau cùng thì người tin chiếm đa số hơn và lộc sau khi dò hỏi người trong công ty được giới thiệu đến đây ngồi đối diện với ông thầy mà anh bỗng cảm thấy lạ lắm ánh mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào mình làm cho anh rất khó chịu đoạn ông ta hỏi anh đủ điều rồi nhờ anh bốc ra lần lượt những quân bài đặt úp ở giữa bàn theo sở trường của mình Ông xào bộ bài thêm một lần nữa rồi bảo anh rút ra một lá cuối cùng. Sau đó ông xoa cầm ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lần lượt mở từng lá bài lên cho anh xem. Sau cùng ông thầy bói thở dài nhìn anh kết luận. Hai, bài xấu lắm. Cậu nhìn xem, lá nào cũng đen cả. Coi ra phần số cô ta xấu lắm rồi. Giờ cậu muốn xem gì nữa không? Lộc nhìn những quân bài màu đen mà thở dài não nề. Giống với tâm trạng anh bây giờ, mọi thứ xung quanh đều bao trùm một màu đen thẫm, không một chút ánh sáng nào. Có lẽ vì anh quá yêu thương người con gái ấy nên mới có cảm giác như vậy. Lộc ngồi trầm ngâm dây lát, rồi mới đứng lên lấy tiền ra trả cho ông thầy, sau đó bước ra khỏi cửa lấy xe quay về. Trên đường đi, từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ cuốn quanh đầu óc của anh cho đến khi anh chạy ngang qua nhà ông bà Như, như lúc nào không hay biết. Sau vài đêm không ngủ ngon giấc, cộng với việc ông bà Như lo lắng khi không liên lạc được với con lộc khi này mới thật sự tin rằng cô đã gặp nạn ở bên xứ người thay vì cứ ngồi chờ đợi tin tức của cô phút chốc lộc lại nảy ra một ý định điên rồ mà ngay cả bản thân anh những khi bình thường không dám nghĩ đến anh quyết định nhờ người kết duyên âm cho mình và cô người yêu đã chết phần vì anh quá u muội với mối tình này phần vì anh nghe nói những người chết xa quê hay chết bờ chết bụi bên ngoài vong hồn sẽ không biết đường quay về nhà nhanh chóng trở thành hồn ma lang thang không nơi nương tựa. Thấy vậy, anh không muốn cô phải làm cô hồn dã quỷ nơi xứ người. Dù có làm ma đi nữa, anh cũng quyết đưa cô về lại đây để được thờ tự, chăm sóc cho dù cô đã là hồn ma. Nhưng sau cùng thì anh đã lầm. Trong khoảng thời gian này, cũng vừa đến rằm tháng 7 âm lịch, rồi đây thời khắc quỷ môn quan mở cửa. Anh cũng tìm hiểu qua thời điểm này, những vong hồn ở âm giới được phép trở về thăm nhà hoặc thực hiện ý nguyện nào đó còn giang dở trước khi mất. Anh bỏ dở công việc của mình, xin nghỉ phép một thời gian để thực hiện cái ý định kỳ quái kia. Qua vài lần trao đổi với một số ông thầy Pháp mà anh tìm được, có một ông thầy người Việt gốc Thái vừa từ bên Thái học đạo trở về đây làm ăn sinh sống, hứa sẽ giúp được anh thực hiện ý định ấy. Lộc vui mừng, vội bắt xe tìm đến nhà ông cách thành phố hơn 200 cây số sau khi hỏi thăm một vài người dân địa phương lộc cuối cùng tìm đến được chỗ ở của ông thầy bùa nằm khuất trong một ngôi làng giáp danh biên giới không những vậy anh còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới được địa điểm b nơi mà tối nay ông ta sẽ làm nghi thức kéo hồn cô người yêu của anh trở về khi nay anh mới để ý đến cảnh vật xung quanh đa phần là đồi núi và rừng rậm mặc dù trời còn sáng nhưng anh cảm thấy nơi này âm u rờn rợn lắm thỉnh thoảng còn có cơn gió lạnh thổi hắt qua làm cho anh khẽ dùng mình nổi gai ốc. Lại thêm người trong làng xem ra rất dè chừng với Lộc, vì mỗi khi nhìn anh, bọn họ lớp thì tránh né, lớp thì tò mò dõi theo nhưng chỉ đứng từ xa trong ngóng, làm cho anh có chút khó chịu ra mặt. Ông thầy bùa khi ấy tên Thạch, thấy vậy thì mỉm cười trấn an, giọng pha chút lơ lớ, nhưng cũng đủ để anh hiểu được nội dung ông muốn nói. Hề hề, cậu đừng sợ, dân trong làng họ không quen tiếp xúc nhiều với người bên ngoài, nên có chút tò mò vậy thôi mà không sao đâu. Lộc nghe vậy thì cũng ậm ừ bước tiếp nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn bọn họ như đề phòng điều gì đó. Ông Thạch dẫn anh đến một căn nhà sàn bỏ trống. Bên trong hầu như không có bất kỳ đồ vật gì cả, ngoại trừ những sợi dây chỉ đỏ được móc nối xung quanh trần nhà và ở dưới sàn. Lộc đào mắt nhìn khắp lượt trong căn nhà kỳ lạ này. Cảm thấy khó hiểu anh liền gọi ông lại rồi hỏi. Kìa ông, Sao ông lại dẫn tôi vô căn nhà gì nhìn âm u vậy, bộ không còn chỗ nào khác hả? Hề hề, tại cậu không rõ chứ. Chỗ này tối nay tôi sẽ làm cái lễ gọi hồn cô người yêu của cậu về đó. Đến lúc đó tôi sẽ móc nối cho hai người ở mãi bên nhau. Yên tâm đi, tôi dám nói với cậu chuyện này thì tôi sẽ làm được mà. Nếu thất bại, cậu không cần phải trả tiền cho tôi, được chưa? Vừa nói, ông thầy vừa vỗ vai giải thích cặn kẽ cho Lộc Hiểu bất giác trong tâm trí anh hiện ra hai luồng suy nghĩ đúng sai khiến cho anh trần trừ chưa quyết ông thạch đứng đối diện nhìn anh chăm chăm như dò xét vài phút sau thấy anh vẫn không nói gì ông liền cất tiếng giọng nói ông chợt vang vọng khắp căn nhà cắt ngang hai luồng suy nghĩ của anh cậu lộc cậu lộc như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê anh ngơ ngác nhìn ông và rồi anh quyết định giữ nguyên ý niệm đó trong đầu ông thạch hài lòng bật cười thành tiếng rồi mời anh qua nhà của mình để nghỉ ngơi chờ đến khi trời tối sẽ tiến hành nghi lễ cầu hồn nửa đêm trong không gian âm u lạnh lẽo của căn nhà sàn ngoài tiếng đọc chú ngữ cổ người thái của ông thạch xung quanh chỉ có ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến ma mị ở giữa gian nhà ông thầy vẽ những dòng chữ ngoằn ngoèo khó hiểu rồi lộc ngồi xuống đó hai chân xếp bằng tay chấp lại đầu cúi gầm tỏ vẻ thành tâm Bao quanh anh là những sợi chỉ đỏ móc nối chẳng chịt vào nhau kéo dài ra trước cửa. Sương đêm phủ xuống mỗi lúc lạnh hơn, lộc cắn răng, người run cầm cập, nhưng vẫn cố chịu đựng vì đã có lời can dặn của ông thầy. Khi câu chú ngữ vừa dứt, ông Thạch đứng lên, bước đến chỗ lộc và nhét vào miệng anh một miếng vải đỏ có đính lá bùa, rồi trầm giọng nói. Một lát nữa, tôi đem món đồ vật của cô ta ra để ở trước sân. Nếu cậu thấy linh hồn cô ta vào có cầm theo món đồ đó, thì chính xác là cô người yêu của cậu. Bằng ngược lại, nếu không thấy linh hồn đó cầm theo vật gì thì cậu cũng đừng hoảng hốt, cứ ngồi im tại chỗ. Tôi sẽ có cách giải quyết, được rồi chứ? Nghe những gì ông nói, dù bản thân không biết chắc cái nghi thức của quái này có thực hiện được hay không, nhưng vì con tim làm lu mờ lý trí, Lộc nhìn ông thầy quyết tâm và nghe theo sự sắp xếp của ông. Thấy anh đã đồng ý, ông thạch liền thay đổi sắc mặt u ám lạ thường xoay người bước ra trước sân lấy chiếc khăn màu đỏ cố định lại bằng hai sợi chỉ rồi để xuống đất sau đó ông lặng lẽ tiến vào bên trong ngồi lại bàn lễ của mình khi này trước sự chứng kiến của lộc ông cầm lên một cái hũ bằng đất nung trong đó chứa đựng rết bò cạp run đất và thậm chí có cả nhện chốc chốc ông cầm lên một dùi cui giã nát những con côn trùng ấy đi từng tiếng giã cộp cộp vang lên trong đêm nghe đến giận người. Lộc nhíu mày nhìn ông thầy mà không khỏi kinh tởm. Cổ họng anh bỗng cảm thấy nhờn nhợn, phải gồng mình lắm mới ngăn được cơn buồn nôn ẩm ý trong bụng. Sau khi dã nát những thứ ấy, ông tiếp tục lấy ra một cái ống tre được bọc kỹ càng. Một lần nữa, Lộc lại nhìn thấy cảnh tượng ông Thạch đổ hết những thứ nước đỏ như máu vào trong cái hũ đất ấy. Chốc chốc, anh chố mắt khi nhìn thấy máu từ trong hũ đất sôi lên ùng gục, bốc ra những thứ mùi tầm lợm. Ông Thạch thoáng ngước mắt nhìn anh, mỉm cười quỷ dị. Tức khắc, ông cầm hũ máu ấy lên miệng, vừa đọc chú ngữ vừa giải từng giọt máu lên sợi chỉ đỏ cho đến trước sân, thì dừng lại. Thấy mọi thứ xong xuôi, ông cười thầm trong bụng rồi nhanh chân bước đến hông nhà, miệng ngậm một nhành lá khô rồi âm thầm chờ đợi. Trong đêm tối thanh vắng, không một tiếng động nào phát ra, ngay cả tiếng chim rừng kêu vọng từ xa giờ này cũng đã im bặt lộc hồi hộp nín thở ngồi đợi một tiếng hai tiếng trôi qua vẫn chưa thấy gì anh mệt mỏi hai mắt nặng trĩu dường như muốn gục đi bất thình lình anh nghe bên ngoài có tiếng lộp cộp vang lên như có ai đang đi lên bậc thang âm thanh ấy di chuyển đến cánh cửa thì khựng lại tâm trí anh có phần dao động miệng muốn nói nhưng không thốt được lời nào bất ngờ cánh cửa từ từ mở ra kêu lên ken két làm anh cảm thấy lạnh sống lưng Cánh cửa vừa mở toang ra, một nhân ảnh bên ngoài lướt vào. Lộc tức khắc, ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt anh là vong hồn của một cô gái, mặc trang phục rất giống với người yêu của anh. Trên tay vong ma ấy còn cầm theo một chiếc khăn tay màu đỏ, nhưng cô ta lại không có cái đầu. Ban đầu Lộc có chút hoảng sợ, nhưng khi anh nhìn thấy bộ đồ và chiếc khăn trên tay của vong ma, chốc chốc từ trạng thái lo sợ liền chuyển qua tâm trạng đau đớn, buồn bã vì nghĩ rằng Bình cô người yêu của anh chắc bị giết hoặc gặp tai nạn thảm khốc lắm bất giác anh nhìn cái vong ma đang đứng yên trước mặt mình đôi mắt nhòe đi rồi nói bình bình có phải là em không vong ma không đầu kia nghe được lời anh hỏi nhưng bản thân nó lại không nói được khi này vong ma đưa chiếc khăn lên trước mặt anh rồi khom người gật gật lên xuống lộc nhìn cử chỉ đó thì càng buồn khóc lớn giữa không gian âm u trong căn nhà chỉ có tiếng khóc nấc của anh càng làm tăng thêm ma quái. Biết là vong ma ấy vừa xác nhận mình chính là Bình, trong khoảnh khắc anh vui mừng đứng lên định chạy lại gần cái vong ấy, nhưng không được. Vì ngay chỗ anh ngồi, bức họa bùa của ông thầy bỗng lóe sáng lên tạo thành một kết giới, khiến anh không bước ra được, chỉ có thể ở trong cái vòng kết giới ấy mà thôi. Vong ma không đầu biết bản thân không xâm nhập được cái vòng kết giới ấy, liền lướt đến ngồi gần đối diện với anh. Lộc dõi theo và rồi anh thoáng giật mình khi thấy bên ngoài có bốn cái nhân ảnh quỷ dị đang khiêng một chiếc kiệu đứng chờ đợi. Vong ma thấy anh có chút lo sợ liền quay sang hất cánh tay lên. Bốn cái nhân ảnh bên ngoài gật đầu rồi khiêng cái kiệu quay lưng. Thoáng chốc tất cả đều biến mất trước mắt anh như chưa từng xuất hiện. Đêm hôm ấy, Lộc ngồi trò chuyện với cái vong ma rất nhiều điều, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến kỳ lạ. Tuy vậy, anh không lấy làm sợ hãi lắm mà ngược lại, anh cảm thông cho số phận của Bình, đến lúc chết thân xác cũng không được toàn vẹn. Bên ngoài, ông Thạch quan sát diễn biến trong nhà, thấy sự việc êm xuôi, ông hài lòng bước vào nhìn Lộc, mỉm cười rồi nói: "Sao? Cô ta có đúng thật là người mà cậu cần tìm không? Nếu thật vậy, thì việc tiếp theo, tôi xin phép đưa vong hồn cô ta vào trong chiếc khăn này để cho cậu mang về nhà hương khói. Cậu sẵn sàng chưa?" Xin ông cho tụi nói với nhau vài câu nữa thôi rồi, ông mới làm được không? Ừ, thôi được. Vậy có gì cậu nói nhanh nhanh lên, trời sắp sáng rồi đó, nếu không đưa vong hồn cô ta vào kịp thì rất dễ bị ánh sáng bên ngoài làm tổn thương linh hồn của cô ta lắm." Lộc nghe vậy thì gật đầu cảm ơn, liền quay sang hỏi thăm vong ma ấy rất nhiều điều. Thay vì không trả lời được, cái vong ấy dùng năng lực điều khiển cây bút lông trên bàn lễ viết ra những dòng chữ lên trên mấy lá bùa đưa anh xem. Cứ vậy cho đến khi bên ngoài có tiếng chim rừng cất lên, ông Thạch liền vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, rồi làm phép thu hồn vong ma, không đầu ẩn vào trong chiếc khăn màu đỏ. Sáng hôm sau, ông thầy niêm phong chiếc khăn vào trong một cái hũ đất rồi đưa cho Lộc. Sau khi thanh toán tiền công xong xuôi, ông Thạch nhờ một người dân địa phương chở anh ra ngoài thị xã, bắt xe khách quay về thành phố trên đường đi, lúc nào anh cũng ôm khư khư cái hũ, vừa xoa vừa lầm bầm trò chuyện một mình. Một vài người vô tình để ý thấy cử chỉ kỳ lạ của anh. Thay vì lên tiếng hỏi thăm thì họ lặng lặng tránh né. Ngỡ đầu óc anh có vấn đề. Không được bình thường cho lắm. Về tới nhà, Lộc lấm lét. Lộc lấm lét nhìn xung quanh như đề phòng một thứ gì đó. Khi thấy an tâm, anh mới mở khóa bước vào nhà. Cũng may giờ này không có bà Cúc ở đây. Anh nhanh chân đem cái hũ đất cất giấu trong phòng của mình, vì không muốn để bà phát hiện. Anh thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong bụng vì từ giờ trở đi anh sẽ được ở bên cạnh Bình mãi mãi. Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung thì bất ngờ ở dưới nhà có tiếng cậy cửa vang lên. Biết là mẹ mình quay về, Lộc nhanh chóng giữ nét mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra rồi ung dung lấy quần áo xuống nhà đi tắm. Vừa hay thấy anh bước xuống cầu thang, bà Cúc ngạc nhiên hỏi: Ủa? sao con nói với má đi với tụi thằng Tuấn, con Xuân ba ngày mới về mà, chưa gì mà về sớm dữ vậy con. nghe bà hỏi bất ngờ vậy, cũng may anh có dự tính trước nên liền đáp ngay. Hề hề dạ, tại nhà thằng Tuấn có việc đột xuất nên tụi con mới quyết định về sớm đó má. chứ hôm giờ này con đâu có ở nhà. ơ ở ừ, vậy hả? mà thôi, con về sớm thì càng tốt. tháng này ở ngoài không có nên đâu, tụi cô hồn nhiều lắm. má cũng không muốn mày về tối lắm đâu. dạ, con biết rồi thôi má con đi tắm rửa cái nha. Bữa nay trời nó hầm quá, khó chịu trong người ghê đó. Bà Cúc nhìn anh ấm ừ rồi cũng bước ra sau nhà đun nước, pha trà đem lên phòng khách. Khi này Lộc tắm xong đi ra trước nhà thì bắt gặp mẹ mình đang bưng mâm cúng đặt trước sân. Như trước đây, anh nhanh nhẩu chạy ra ngoài phụ bà bày biện nhang đèn, bánh trái. Vừa lúc đó, lác đác xung quanh nhà hàng xóm, một số người cũng bắt đầu cúng kiếng. Những hình ảnh ấy đối với anh quá đỗi bình thường rồi hồi lâu qua đi, trong khi chờ cho nhang tàn hết, Lộc mới phụ mẹ đốt giấy vàng mã. Vừa ngồi canh ngọn lửa, anh vừa đảo mắt nhìn bên kia đường, chỗ hai người đàn bà lâm dâm khấn vái. Trong thoáng chốc, anh kinh ngạc khi thấy từ trong con hẻm nhỏ, tăm tối, cạnh hai người đàn bà đang quỳ khấn, có năm sáu đứa con nít, mặt mũi quái dị. Người trần chuồng đang bò ngoe ngoẩy đến mâm cúm, rồi ra sức bốc bánh kẹo, thì thà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Tiếng cười nói tiếng khóc, giành rực vang vọng đến chỗ của anh. Lộc trông thấy được thì hoảng sợ lắm khi nhận biết đám nhóc ấy chắc chắn không phải là người. Bất giác từ sau lưng anh, một bàn tay lạnh lẽo vỗ mạnh lên vai kèm theo một giọng nói. Lộc, Lộc, dạ, chuyện gì vậy má? Con bị sao vậy? Tự nhiên ngồi thử người ra suy nghĩ cái gì vậy? Có gì không nói má nghe coi? Anh quay đầu nhìn mẹ cười gượng đáp lại câu hỏi của bà xong thì liền quay sang, trong tích tắc anh bàng hoàng khi không nhìn thấy đám con nít kia đâu nữa ngay cả tiếng nói của bọn nó cũng đã im bặt từ bao giờ một lúc sau anh và mẹ mình cúng kiếng xong chuẩn bị quay vào nhà khi nay lộc đang bưng mâm bước đi vô tình anh ngẩng đầu nhìn lên phòng mình chốc chốc anh giật mình suýt đánh rơi mâm cúng xuống đất là vì qua lớp kính cửa sổ trên lầu anh thoáng thấy có bóng người không đầu đứng lặng yên tại chỗ như thể đang ngó xuống chỗ hai mẹ con anh vậy Mặc dù lúc nãy anh đã tắt đèn trong phòng, nhưng nhờ ánh đèn đường dọi vào trong, nên anh mới thấy rõ đó là cái bóng người chứ không phải là trộm đột nhập. Sau cái khoảnh khắc hoang mang ấy, Lộc nhanh chóng bình tĩnh trở lại vì anh sực nhớ ra cái bóng đen ấy chính là Bình. Nhưng tại sao cô lại hiện ra vào lúc này? Chẳng may mẹ của anh thấy được thì biết phản ứng như thế nào. Thấy không yên tâm lắm. Lộc nhanh tay phụ mẹ dọn dẹp qua loa rồi vội chạy lên lầu bà cúc tinh ý trước thái độ kỳ quặc của con thì nghiêng đầu ngóng theo khó hiểu nhưng rồi bà lắc đầu xua đi những ý nghĩ mơ hồ của mình mà tiếp tục dọn dẹp cho xong vừa bước vào phòng bật đèn ngủ vàng vọt lên anh kinh ngạc khi thấy vong ma ngồi đờ đẫn trên bàn làm việc dù biết trước đó là cô người yêu của mình nhưng bản thân lộc lại không tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn khi thấy cái nhân ảnh kinh dị ấy của cô anh từ từ tiến lại gần cái vong ma không đầu rồi cất tiếng bình sao em lại xuất hiện vào giờ này lỡ mẹ anh thấy được thì làm sao vong ma nghe vậy nhưng không nói được liền dùng năng lực điều khiển cây bút trên bàn viết lên trên một trang tập dòng chữ ngắn ngủi em đói lắm rồi đưa đến cho anh xem thấy thế lộc lại hỏi vậy em muốn ăn gì để anh lấy cho ơ nhưng mà nói đến đây thì anh khựng lại tay run run chỉ vào phần đầu của vong ma như biết trước điều anh muốn nói thoáng chốc trang giấy trên tay anh bỗng xuất hiện một dòng chữ em tự biết cách ăn mà anh lấy thịt sống có máu cho em đi hả thịt sống có máu sao nhưng sao không chờ cho anh nói thêm điều gì dòng chữ trên trang giấy lại hiện lên như thúc đẩy anh đi lấy cho em nhanh đi hay là anh muốn em phải chết thêm lần nữa được được rồi anh sẽ đi lấy liền cho em chờ anh nha dứt lời lộc mở cửa đi nhanh xuống nhà bước vô gian bếp mở tủ lạnh tìm thứ thịt sống mà cô cần. Loay hoay mò mẫm trong tủ lạnh được một lúc, sau cùng thì chỉ có vài lát thịt bò sống vương chút máu trong bịch. Lộc vui mừng đem lên lầu, tránh tạo ra tiếng động lớn sợ bà Cúc nghe thấy thì hỏi lôi thôi. Bước vào phòng khóa cửa lại, anh mỉm cười cầm bịch thịt bò đặt lên bàn. Vong Ma cảm nhận được mùi máu tươi và thịt sống liền nhanh tay xé bịch nylon ra. Khi này, Lộc chứng kiến rõ ràng miếng thịt bò tươi từ khô hoắc đen ngọm những giọt máu như bị lực hút vô hình nào đó rút cạn đi không còn một giọt Phòng cường vong ma ăn xong miếng thịt liền xoay người nhìn anh toàn thân khẽ run lên như muốn đòi ăn nữa anh xin lỗi anh chỉ tìm được nhiêu đó thôi để ngày mai anh ghé chợ mua thêm về cho em ăn giờ em chịu khó đi mà nếu không còn gì nữa anh đi ngủ nha em ngủ ngon vong ma nghe anh nói thì gật gật thân người tỏ vẻ đồng ý rồi từ từ tan biến vào khoảng không Thấy vong ma đi khuất rồi, Lộc mới thở phào trèo lên giường đi ngủ. Nửa đêm, trong lúc mọi người xung quanh đang chìm vào giấc ngủ êm đềm, thì đột nhiên ở ngay cửa sổ phòng của Lộc, có một nhân ảnh không đầu mờ ảo bay ra khỏi phòng. Trong khoang cổ, nó bỗng phát ra thứ âm thanh "grừ grừ" trong đêm thật ma quái. Phía bên kia nhà hàng xóm có một con chó đang ngủ ngoài sân, nghe được âm thanh ấy, nó liền trồm dậy ngẩng cao đầu sủa liên tục, lâu lâu lại chu lên nghe đến lạnh người. Sáng hôm sau, Lộc thức dậy trong tình trạng toàn thân mệt mỏi. Anh cố gắng lê xuống giường vận động cơ thể mới cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Sực nhớ ra điều gì, anh hối hả mở quần áo ra thì thấy hũ đất nung của mình vẫn còn ở đấy. Nhưng anh không để ý rằng những cuộn chỉ đỏ niêm phong cái hũ đã bị đứt ra từ bao giờ. Lộc nhìn cái hũ một lát rồi yên tâm đóng tủ lại và xuống nhà vệ sinh thay quần áo vì hôm nay anh có vài việc cần giải quyết. Chiều muộn, anh trở về với một bọc thịt gà sống và bịch huyết heo mua ở chợ bà cúc thấy lạ vì từ trước đến giờ con mình chưa bao giờ đi chợ và trong nhà vẫn còn đủ thịt cá bà càng nghĩ càng tò mò liền bước ra sau nhà gọi anh ra hỏi chuyện nè lộc sao tự nhiên đi mua huyết heo với thịt gà nữa chi vậy nhà còn ba gọi má mới lộp rồi kìa ăn hết đi rồi hãy mua thêm dạ con thấy rồi để lát nữa con ăn sau giờ con lên phòng nghen lát nữa con xuống lộc đứng lên đi nhanh ra sau nhà tranh thủ lúc bà không để ý anh đem thịt gà sống với một chén huyết heo chạy nhanh lên lầu vẫn với cách ăn uống quái dị ấy nhưng hôm nay anh cảm thấy nhân ảnh của vong ma hiện ra rõ hơn không còn mờ ảo như hôm qua điều làm anh chú ý là mười đầu ngón tay của cô như vừa mọc dài hơn anh định lên tiếng hỏi thì phút chốc nhân ảnh ấy lại biến mất lộc nhìn tủ quần áo trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười nghĩ đơn giản rằng dù là ma nhưng cô vẫn là phụ nữ việc để móng tay dài cũng bình thường thôi. Đoạn anh bước lại bàn định ngồi xuống gọi điện thoại cho Tuấn để trò chuyện thì bất ngờ nghe tiếng sầm xì của mấy bà hàng xóm ngoài nhà. Nè, hai bà biết chuyện gì chưa? Cái con đen nhà của vợ chồng thằng Hiệp đó mới bị ai đó giết chết vứt ra ngoài đường hồi sáng này nè. Trời ơi, chẳng thà nó bắt đi mần thịt luôn đi. Đằng này nó moi ruột gan bấy nhầy hết con chó. Sao mà ác nhân quá trời quất luôn vậy đó? Bà này nói nghe ớn vậy có thiệt không đó Sao tôi không nghe ai nói hết vậy Bà Hồng tin thì qua nhà vợ chồng nó hỏi thử Coi tôi có nói xạo bà không Thôi, thôi ai đâu rảnh đi hỏi ba cái chuyện đó Nghe ớn gần chết Tiếng sầm xì của mấy bà hàng xóm Đủ để cho Lộc nghe rõ nội dung câu chuyện Anh nhớ lại lúc sáng nay Đẩy xe ra cổng Thoáng nghe được phía nhà hàng xóm bên kia đường Than khóc nức nở Bên cạnh còn có một số người tập thể dục hiếu kỳ vây quanh, nhưng vì bận công việc nên anh không để tâm lắm. Nghe chuyện này thì anh hiểu ra, những con vật nuôi trong khu vực của anh bỗng dưng bị ai đó giết chết một cách dã man và tàn bạo hơn. Ngoài miếng thịt bị cắn xé nham nhở ra, thì máu của những con vật tội nghiệp kia hầu như bị hút cạn sạch. Những hộ dân xung quanh bắt đầu cảnh giác, cứ đến tối nhà nào nhà nấy đều mở sáng đèn, nghĩ rằng ánh sáng sẽ xua đuổi cái thứ ma quái bí ẩn ấy. Riêng Lộc, từ khi nghe tin trong xóm mình liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ, ngày nào cũng nghe người xung quanh bàn tán xôn xao, làm cho anh cảm thấy hoang mang lắm. Điều khiến anh lo lắng hơn là người thấy mùi hôi thối kỳ lạ cứ lờn vợn như phát ra từ trong nhà. Bà Cúc thỉnh thoảng cũng ngửi được thứ mùi ấy, nhưng nghĩ đơn giản là do con chuột chết đâu đó mà thôi. Anh tò mò tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy bất kỳ xác động vật nào. Anh khó chịu lấy dầu thoa lên mũi để lấn át đi thứ mùi kinh tởm ấy, nhưng chẳng khá hơn. Tối đến anh quyết định đi ngủ sớm, không trò chuyện với vong ma như mọi lần nữa. Chờ sáng mai đi mua nước thơm về rồi tính tiếp. Lúc này đang là vào giữa đêm, Lộc mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng grừ grừ ma quái. Anh choàng ngồi dậy, đôi mắt lim dim nhìn quanh căn phòng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Anh thấy ở sau tủ quần áo có một nhân ảnh người con gái không đầu hiện ra rõ rệt, vong ma ấy lơ lửng trong tủ, hướng thân người như đang nhìn về phía anh. Lộc nhanh chóng nhận ra vong hồn của Bình, thắc mắc hỏi. Bình, em gọi anh giờ này có chuyện gì vậy? Vong ma đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không viết chữ lên cho anh đọc. Lộc đứng lên gión rén tiến lại cửa tủ, định đưa tay thử chạm vào vong ma, thì bất thình lình toàn thân nó rung lắc dữ dội làm anh thẳng thốt thụt lùi. Chưa kịp phản ứng, thì thấy từ trong cổ vong ma trào ra những con côn trùng kinh tởm như run, dết, nhện. Chốc chốc, một dòng máu đen đặc cuộn trào ra khỏi khoang cổ, bốc lên mùi tanh tưởi đến lậm giọng. Chứng kiến cảnh tượng quá sức hãi hùng, lộc tái xanh mặt mày, miệng kêu thét rồi ngồi bật dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Ngồi chấn tĩnh lại một lát, anh đứng lên bước đến mở cửa tủ kiểm tra, thì thấy cái hũ đất dường như bị nứt một đường dài ngay miệng hũ. Lộc cầm lên mở cái nắp nhìn vào bên trong, thấy chiếc khăn tay vẫn còn nguyên trong đó. Anh thở vào đậy nắp lại rồi đi xuống nhà chuẩn bị đi làm. Một tuần sau, càng ngày Lộc càng gầy guộc, nước da xanh sao, hành động và cử chỉ ăn nói khác thường tựa như người vô hồn. Anh được công ty cho nghỉ một thời gian để điều trị sức khỏe. Nhìn anh bây giờ ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Từ một chàng trai cao giáo, khỏe mạnh và năng nổ ngày nào, chỉ trong thời gian ngắn Thôi mà anh thay đổi chóng mặt chẳng ai còn nhận ra được. Tuấn và Xuân dạo gần đây cũng bận bộn công việc nên ít gặp gỡ, gọi điện cho anh, chỉ đến khi bà Cúc nhận thấy sự bất thường của con và trong trong căn nhà mình, bà mới bắt đầu chú ý đến sinh hoạt thường ngày của anh. Có lần bà Cúc giả vờ đi chợ để mua thêm ít đồ, Lộc thấy vậy thì lấy xe chạy đi mua huyết bò, huyết heo và thịt sống, đem về nhà cất giấu. Đến chiều tối, thì đem lên phòng đưa cho vong ma không đầu ăn. Tuy trong phòng không phát ra âm thanh nào, nhưng bà cảm nhận được trong nhà mình mùi hôi thối tựa như xác những con động vật mỗi lúc nồng nặc khó chịu hơn, khiến bà phải xoa dầu liên tục vào mũi để át đi thứ mùi kinh tởm ấy, nhưng vô ích. Có lúc bà không thể chịu được nữa, liền gọi Lộc xuống nhà hỏi chuyện. Nhìn gương mặt hốc hác, hai mắt đen thẫm của đứa con, bà cúc giật mình thẳng thốt. Quỷ thần ơi, Lộc nè, Sao dạo này má thấy con coi bộ gầy sọc đi nhiều đó Con không sao chứ Coi kìa bộ tối qua mày không ngủ được Hay sao mà hai mắt đen thui ghê vậy Lộc tuy nghe được lời bà nói Nhưng dường như không mấy quan tâm Anh trợn mắt đứng lên nhìn mẹ Rồi buông thỏng một câu Giọng nửa nam nửa nữ Làm bà kinh ngạc há hốc mồm Sau đó anh xoay bước đi lên phòng Bà im đi Bà còn nói nữa tôi giết luôn cả bà đó Bà Cúc nghe rõ từng lời của con trai mà không khỏi hoang mang mà bởi bà nhớ lại ngoài lộc đứng trước mặt mình ra thì thấp thoáng phía sau lưng anh hình như còn có một nhân ảnh khác ẩn hiện mờ ảo. Chờ anh đi khuất rồi, bà Cúc mới hồi hộp lấy điện thoại ra gọi cho Xuân, kể lại những gì bà vừa thấy. Không chỉ là bạn thân của Lộc và Tuấn, bà còn xem cô như con gái nuôi của mình, vì ngoài cách ăn nói đứng đắn, cư xử lịch thiệp với người lớn tuổi, bà còn thấy cô có nét gì đó rất giống mình lúc còn trẻ. Từ lần đầu gặp cô, bà cúc cảm thấy rất gần gũi thân thuộc alo xuân hả con bây giờ con rảnh không qua nhà bác liền nghe, có chuyện này bác muốn nhờ con giúp ờ con tới nhanh nhanh nha trong lúc chờ cô chạy qua bà cúc trong lòng thấy không yên tâm liền đứng lên bước đến gian thờ thắp nhang khắp lượt nhưng lạ một điều bà thắp đến đâu thì nhang tắt ngúm đến đó khiến bà rất khó hiểu chốc chốc bà run rẩy hai tay chắp lại miệng miệng quan âm bồ tát bà cứ đứng chắp tay trước gian thờ niệm liên tục cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của một thanh niên và cô gái nghe quá thì bà cúc vui mừng biết ngay đó là tuấn và xuân bà vội vàng đi nhanh ra mở cửa cho hai người vào vừa nhìn thấy bà tuấn lo lắng hỏi Dạ, tụi con chào gì có chuyện gì mà dì gọi xuân gấp gáp quá vậy bộ lộc nó bị làm sao hả gì mấy ngày trước con có gọi điện cho nó mà nó không chịu nghe máy con tưởng là nó bận việc ở công ty nên không gọi nữa. Không phải đâu, dì thấy nó dạo gần đây lạ lắm. Ăn uống thất thường, đi làm về là nhốt mình trong phòng luôn. Mới nãy dì có hỏi nó thử thì, thì... Nói đến đây, bà chợt khựng lại. Gương mặt càng lúc càng hoang mang như sợ một điều gì đó, chính bà cũng không rõ. Thì sao hả dì? Dì nói tụi con nghe đi. Dì sợ nó bị người âm theo con à? Lúc nãy dì thấy lờ mờ sau lưng nó, nó hình như có cái bóng người ẩn hiện, nhưng mắt gì kém quá nên nhìn không rõ, không biết có phải người âm hay không. Tuấn và Xuân nghe đến đây thì ngỡ ngàng không tin những gì bà Cúc vừa nói. Để xác minh chuyện này, Tuấn, một anh thanh niên cao to không thua gì Lộc nhưng gan dạ hơn, không nói không rằng, anh hùng hổ bước nhanh vào trong hướng thẳng phòng của Lộc trên lầu. Xuân và bà Cúc thấy vậy thì chần chừ, nhất thời không dám bước theo anh. Thế nhưng ngẫm nghĩ vài giây sau, bà Cúc cũng lấy hết can đảm chạy theo Tuấn. Xuân cũng chạy theo. Cả ba người vừa đứng trước cửa phòng định đập cửa gọi vào, thì từ bên trong có tiếng sột soạt vang lên, kèm theo mùi hôi thối sọc thẳng lên mũi, làm cả ba khựng lại đưa tay bịt mũi. Cố lắng tai nghe cho rõ, ngoài tiếng sột soạt ra còn có âm thanh nhóc nhép như ai đó đang nhai ngấu nghiến thứ gì vậy. Xác nhận bên trong là Lộc, Tuấn liền đưa tay gõ mạnh lên cánh cửa. Ê Lộc, mày làm gì ở trong đó vậy mở cửa cho tao vô coi anh gọi hai ba tiếng nữa nhưng người bên trong không đáp lại tuấn bực bội tay xiết cái nắm cửa đầy vào ngay lúc này đây trong không gian tối đen như mực không ánh sáng nào có thể lọt vào được tuấn nhanh trí lấy điện thoại lên bật đèn chiếu sáng soi trước mặt thoáng chớp mắt lộc ngồi trơ vơ trên giường lưng xoay về hướng của ba người đầu anh cúi gầm xuống đất âm thanh nhóc nhép cứ vang lên đều đều nghe đến rờn rợn lộc lộc á mày không sao chứ tao với con xuân qua dù mày đi cà phê nè bộ mày chưa nói dứt câu thì cả ba người thẳng thốt miệng cứng đờ không thốt lên được lời nào vì ngay phía giường lộc từ từ xoay người lại nhìn dưới ánh sáng của chiếc điện thoại toàn thân lộc bê bết máu tươi và đất cát bên cạnh anh còn có xác một con mèo hoang đã bị cấu xé nát bấy ruột gan vương vãi khắp sàn nhà trên tay anh lúc này đang cầm một cục đất nhảy nhụa miệng nhai ngấu nghiến những con côn trùng như dáng run sâu mọt xuân nhìn thấy cảnh tượng ấy liền không chịu được chạy ra khỏi phòng nôn thốc nôn tháo khủng khiếp hơn cả ba người còn thấy lờ mờ sau thân người của lộc là cái nhân ảnh không đầu thoát ẩn thoát hiện của một người phụ nữ thấy cả ba đang nhìn mình bất lộc trợn tròng đôi mắt trắng dã ngẩng cao đầu phát ra một tràng cười ma quái đến giận người không ai có biểu hiện gì vong ma trong thân xác của lộc đưa thứ đất bùn gớm ghiếc ra trước mặt mọi người rồi cất giọng lanh lành của người phụ nữ hề hề mấy con ru này thịt ngon lắm nè tụi mày có muốn ăn không mày mày là ai sao lại nhập vô người bạn của tao vong ma nhìn tuấn bật cười không đáp lẳng lặng cúi gầm mặt xuống tiếp tục nhai cái thứ đất bùn bám đầy ru nấy dù anh sợ hãi lắm nhưng không để cho bạn mình tiếp tục bị như vậy đắn đo một lúc bất thình lình Tuấn nhấc chân chạy lại chỗ của Lộc, vung cánh tay hất văng cái cục đất, rớt xuống đất vỡ tung tóe. Vong ma nhìn cục đất vỡ nát, lại quay sang nhìn Tuấn, đôi mắt đỏ ngầu tức giận, miệng gào thét nghiến răng kẽo kẹt. Thằng chó, sao mày dám? Được rồi, tao sẽ ăn thịt luôn cả mày. Vừa gắt, vong ma vừa chụp lấy cánh tay của Tuấn đưa lên cắn mạnh một cái đến tué máu. Quá bất ngờ nên anh không phản ứng kịp, bị cắn đau, anh hét lên một tiếng, đẩy mạnh đầu của Lộc ra phía sau rồi quay lại thúc giục. Xuân, mày chạy lại phụ tao kéo nó ra coi. Dì Cúc, dì mau mau chạy ra ngoài gọi người tới giúp đi. Thằng Lộc, nó bị nhập rồi. Nhanh lên đi dì. Bà nghe vậy thì chỉ biết ở mừ. Nước mắt giàn rùa chạy nhanh xuống nhà hô hoán mọi người đến giúp. Xuân lúc ấy vừa mới nôn xong, sợ hãi mặt cắt không còn hột máu. Giây phút đó cô không dám đến gần Lộc nhưng khi nghe tuấn liên tục gắt lên hối thúc cô mới miễn cưỡng chạy lại phụ anh một tay tuy nhiên bản thân cô lại là con gái chân yếu tay mềm làm sao mà giữ được một người đàn ông cao to như lộc huống chi bây giờ trong thân xác anh lại còn bị vong ma nhập vào một sức mạnh vô hình khó ai có thể ngăn lại được đang lúc cả ba rằng co qua lại bất ngờ xuân bị lộc hất ngã sang một bên chân bên trái bị chật khớp luôn còn tuấn thì liên tục bị cái vong ma đòi giết đòi ăn thịt anh cho bằng được nhưng thể trạng của anh và lộc lại tương đương nhau nên sau một lúc chống trả kịch liệt thì cuối cùng những người hàng xóm xung quanh chạy vào kịp tất cả bọn họ ai nấy đều thương tích đầy mình mới có thể khống chế trói lộc lại được bà cúc nhìn con người không ra người ma chẳng ra ma đau xót ôm lấy con đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà mà rơi lệ hồi lâu qua đi thấy mọi chuyện tạm yên ổn rồi Mọi người ai nấy đều quay về nhà để cho gia đình bà tìm cách giải quyết. Bà Cúc cảm ơn từng người tiễn họ ra đến cổng rồi mới quay lại. Bây giờ Tuấn và Xuân đã được băng bó vết thương cẩn thận ngồi ở trước nhà. Vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt tột độ. Không biết Lộc đã phạm phải điều gì để ra nông nỗi như vậy. Bà Cúc nhìn con chua sót rồi lại nhìn đồng hồ thấy cũng hơn 10 giờ tối. Chợt bà quay sang nhìn Tuấn và Xuân rồi ngậm ngùi nói. Thôi, cũng trễ rồi, hai đứa về hai đứa về nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm nữa cả hai nhìn nhau hiểu ý rồi lấy điện thoại gọi về nhà thông báo với gia đình rằng đêm nay họ sẽ ngủ lại nhà của lộc dì cúc yên tâm đêm nay tụi con ở lại đây ngủ với dì trông coi lộc luôn với lại ngày mai là chủ nhật công ty tụi con được nghỉ mà không sao đâu gì để dì ở lại một mình tụi con lo lắm lỡ nửa đêm xảy ra chuyện gì thì biết gọi cho ai Bà Cúc nghe vậy thì mỉm cười, lòng biết ơn vì con mình có được những người bạn như Tuấn và Xuân. Cả ba ngồi trò chuyện một lúc thì chuyển đề tài sang nói về Lộc. Suốt đêm đó hầu như không ai ngủ ngon vì phải liên tục canh chừng Lộc, sợ anh bất ngờ tỉnh giấc rồi gây rắc rối. May mắn là từ khi anh bị trói cho đến sáng, mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm. Ngày hôm sau Lộc tỉnh lại, nhưng tâm trí vẫn lơ ngơ, nói năng lung tung. Tuấn và Xuân cùng bà Cúc phải vất vả giúp anh bình tĩnh lại Ngồi ngẫm nghĩ một lúc Lộc bất ngờ chạy lên lầu Khiến cả nhà hoảng hốt chạy theo giữ lại Sợ anh làm chuyện dại dội Lộc nhanh tay mở tủ quần áo Lấy ra một hũ đất nung Ôm chặt trong lòng và nói những lời khó hiểu Có anh đây rồi Bình à Không ai làm hại được em đâu Cứ ở lại đây với anh Tuấn và Xuân vô tình nghe thấy tên Bình Thì ngỡ ngàng nhìn nhau rồi quay sang nhìn bà Cúc Xuân cất tiếng hỏi Bình, Ông Tuấn có phải ổng vừa gọi con Bình không? Nó về nhà ổng hồi nào vậy? Tuấn cũng thắc mắc bởi Lộc từng nói Bình sẽ về Việt Nam sau một tuần nhưng chưa bao giờ báo tin cho họ. Chẳng lẽ trong thời gian đó cô ta ở nhà của anh? Họ quay sang hỏi bà Cúp thì được bà kể lại câu chuyện của Lộc và Bình. Nghe xong, Tuấn nhìn Lộc đang ôm chặt cái hũ trên tay tò mò tiến lại hỏi thăm. Lộc buồn tủi nói Bình, Bình chết rồi nhưng bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi mấy người đừng bắt cô ấy đi tôi không cho phép ai làm hại cô ấy hết mấy người biến đi nghe vậy tuấn nhìn cái hũ đất đoán chắc trong đó có điều bí mật để xác minh lời của lộc tuấn nhờ bà cúc gọi điện cho vợ chồng bà như họ nghe được rằng bình người mà lộc nghĩ đã chết vẫn còn sống cô ta muốn thử lòng lộc nên nhờ bạn thân bịa ra câu chuyện mình đã chết vậy nếu bình vẫn còn sống thì người vợ ma của lộc là ai tuấn xuân và bà cúc lo sợ cho sức khỏe của lộc họ nhớ đến một thầy người hoa cao tay ở gần nhà và quyết định nhờ ông giúp đỡ trưa hôm đó lộc được đưa đến gặp thầy trong tình trạng bị trói chặt ông thập nhìn lộc rồi nói sao gia đình để cậu ta bị nặng như vậy mới đến đây cái cô vợ người âm của cậu ta không phải là hồn ma bình thường đâu nó đã hóa quỷ rồi mà là quỷ không đầu nữa tôi khó có thể thu phục được nó nhưng may là cậu ta chưa bị kéo hồn đi Ông thập lập đàn lễ và bày trận đồ để cắt đứt duyên âm của Lộc và vong quỷ. Ông khoác đạo bào, ngồi xếp bằng đối diện với Lộc, tay bắt ấn miệng đọc chú ngữ. Khi chú ngữ vừa dứt, ông thập dán bùa lên trán của Lộc, toàn thân anh bị quấn chỉ đỏ. Ông lấy ra một hình nhân quỷ dị và đốt cháy. Phòng trở nên lạnh lẽo, ông thập biết vong quỷ đã hiện diện. Ông gọi nó xuất hiện và nó hiện ra gớm ghiếc, không có đầu. Vong nữ kia có oan ức gì mau nói ra để ta xem xét giúp cho đừng có ám hại người nam này nữa tao tìm chồng của tao mau thả chồng tao ra nếu không tao giết chết mày cô lầm rồi cậu ta không phải là chồng của cô người này chỉ vì nhất thời lầm lỡ nghe người khác xúi khiến mới gọi hồn cô lên có trách thì hãy trách cái gã thầy bùa nắm giữ hồn phách của cô người này vô tội mong cô niệm tình mà bỏ qua cho hừ tao không cần biết chính nó đã chấp nhận lấy tao làm vợ thì nó phải là của tao Mày biến đi thì tao tha cho, còn không thì tao sẽ giết. Biết không thể khuyên can, ông thập buộc phải ra tay. Ông phóng đạo bùa tím về phía con quỷ, nó bốc cháy dữ dội, gào thét rồi bay ngược lên trần nhà. Ông thập dùng thanh kiếm gỗ đâm vào hình nhân phát nổ, khói mù mịt. Con quỷ hiện ra đắc thắng cười lớn, hà ha, tên thầy pháp non nớt như mày mà cũng đòi diệt tao. Hư, mày đừng ngông cuồng, không biết đứa nào diệt đứa nào đâu. Ông thập dùng sợi truyền cầm thạch khắc linh phù hình sư tử phóng về phía vong quỷ, tạo ra một luồng sáng đỏ bao quanh nó. Ông dùng bùa tím dồn ép nó vào lưới ngũ sắc. Khi hắc khí phát tán hết, ông dùng thanh kiếm gỗ phát ra luồng sáng vàng đâm vào vong quỷ. Nó gào thét rồi hóa thành ánh sáng xanh mờ. Ông thập thổ ra máu vì bị đả thương nhưng đã trấn được con quỷ. Ông bước ra ngoài, gọi mọi người vào chăm sóc lộc và theo thao nói, ồn rồi, Tôi trấn được con quỷ đó rồi Con của bà sẽ không sao nữa đâu Ngày hôm sau Ông Thập và Lộc được đưa đi trạm xá kiểm tra sức khỏe Bình vẫn còn sống Chỉ vì thử lòng Lộc mà suýt gây họa Thời gian sau Bình kết hôn với người khác Để lại Lộc một nỗi thất vọng lớn Có lẽ phải rất lâu anh mới có thể ngồi ngoài được